Đừng sợ nha, không có gì đâu, em quay về đi. Em không về đâu, thật ra ba má em đâu có thích em nữa. Em đừng có khờ quá mà bé Tôn, tóm lại em phải về nhà mới được, đâu thể suốt đời ở đây được. Em không về đâu, em đâu có nhà cửa gì. Nếu mà em về đó thì họ cũng sẽ bán em nữa cho coi. Anh hứa với em sẽ không để cho ai bán em nữa hết, em tin anh nha. Đúng rồi bé Tôn, em cứ về trước đi, anh Ban không gạt em đâu. Nói thật nha, nếu như anh Ban gạt em thì anh Ban không phải là người. Bé Tôn, đưa tay cho anh, nhanh lên. Đây. Ôi, anh Ban. Cẩn thận đó. Anh Ban ơi, không sao, không sao rồi. Ngoan, đừng khóc nữa. Anh về cho em đi. Hai người có phải con người không? Cái con trai ruột của mình cũng bán. Nè, bộ tưởng tôi muốn sao? Tôi có tiền á, tôi sẽ nuôi nó trắng trẻo mập mạp, đâu cần phải bán chứ. Sếp à, một mình cậu làm, một mình cậu ăn thoải mái rồi. Cậu đâu có biết thời buổi giờ khó khăn. Bà thấy khó khăn thì bà sinh ra làm gì? Sinh ra rồi phải chăm lo cho em ấy đàng hoàng chứ. Bây giờ bé Tôn có quán trách hai người không cho em ấy ăn cơm, không cho em ấy mặc đồ đẹp hay không hả? Vừa phải thôi nha. Bán là chuyện của tôi, cậu chỉ ở trọ thôi, liên quan gì tới cậu? Sinh ra là chuyện của hai người nhưng bán em ấy thì là chuyện của luật pháp đó. Đi, về sở cảnh sát. Anh Ban à, xin lỗi nha. Chúng tôi chỉ nhất thời hồ đồ, cho chúng tôi cơ hội đi. Hơn nữa, bây giờ anh bắt chúng tôi đi, một mình nói nhà sẽ rất là khổ đó. Làm ơn đi mà. Hiểu lầm thôi, đừng có bắt chúng tôi phải mà đó. Tôn mà, con mau lại đây năn nỉ anh Ban đi con. Mau lên, mau lên đi Tôn. Anh Ban à, Anh Ban, anh đừng bắt ba má em. Năn nỉ anh mà. Anh Ban ơi, vậy lần này tôi bỏ qua, nhưng nếu như có lần sau nữa tôi sẽ bắt hai người đi ở tù, còn tôi sẽ lo cho bé Tôn. Anh Ban à, anh sẽ không bao giờ có lần sau đâu. Từ nay chúng tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt mà, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dù sao nó cũng là con trai đơn truyền ba đời của chúng tôi, không bao giờ nữa đâu. Trời ơi, đứng đó làm cái gì? Xuống đây đi. Mau xuống đi chứ, con trai. Bà xã, tôi thấy ấn lạnh quá đi à. Nè, nhưng mà con có thể làm giàu đó. Phải ha. Cẩn thận đó, có biết chưa? Ê, hình như là chỗ này nè. Thật hả? Đi. Đi. Ê, đúng là chỗ này rồi. Mau lên. Wow. Sao có thể như vậy được? Sao lại không có chứ? Nè, ông mà, mau qua phụ tôi đi. Hình như ở trong cái rương này nè. Ông coi đi. Nhanh lên đi. Sao không có gì hết vậy? Đâu đâu
Ê, đâu có cái gì đâu. Đinh Nhi, mau chạy thôi, chạy đi. Bé Tôn sao rồi? Bác sĩ còn đang cấp cứu. Bác sĩ, sao rồi? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không được đâu, bác sĩ à, anh làm ơn cứu đứa bé đi. Hai người cố gắng nén đau thương lại. Bé Tôn! Bé Tôn! Cô giáo! Sao em ấy có thể tỉnh lại? Không thể nào đâu. Lúc nãy ngay cả hơi thở và tĩnh mạch cũng ngưng hẳn. Em ấy đã chết trong phòng phẫu thuật rồi. Sao tỉnh lại như vậy? Có lẽ là kỳ tích. Là kỳ tích. Có phải là có chuyện gì rồi không? Hiện tại vấn đề này tôi vẫn chưa rõ lắm. Phải để em ấy ở lại và theo dõi thêm. Bé Tôn, không có chuyện gì nữa đâu. Cô sẽ chăm sóc em. Dạ, thưa cô. Bác sĩ, Tiền Anh chuẩn bị cho em ấy một phòng đi. Được chứ, không thành vấn đề. Làm thủ tục đi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Bé Tôn không sao rồi. Nè, bạn, cô Tâm. Lão Quỷ. Bé Tôn tỉnh rồi hả? Dạ, phải đó chú. Ờ, phải. Ba má của con sao rồi? Ờ, sao rồi? Đã chết rồi. Cô ơi! Bé Tôn, em đừng đau lòng quá. Từ nay cô sẽ chăm sóc cho em. Anh Bang ơi! Không sao. Từ nay anh Bang sẽ lo cho em. Anh Bang!